sát chiếng năm là cái tàn nghề tam phèn tam phái thủ cấm hề mi hăng pi kẹp bộ mé pi nóng sức tơ phút tay huyến mừng mùn có hề mi ta pang lơ mà hề pen dòng đi hiệp khó không pành hăng pi bao lái xíu quăng nạp chin nạp hành sự bay lo phát huy nằm tinh túy cả nghề kết hợp huấm năm là khảo lán bạt ngầm tinh tế kè cần nhìn phút tay dù xả chiếng châu có hề hết ọc nằm sản phẩm mở đặc trưng vừa mi nét hiệp khó hăng pi vừa mi tính dòng mở có chính dòng nắn nên ba thổ cấm chiếng châu có hề bên ná hàng lái mặc đường thị trường khai lai khôi quáng hoạt lai đối tượng khách hàng dù nằm thành mà lo tè nằm khách hàng dù nợ nọc phần suốt cái chương trình sau mời cả tan má năm lần nội dung ní cài phóng xử lăng tè chớ mớn lơ mơ làng cần phút tay dù xà chiếng châu huyến mừng mùn có hề háng bưng cam sử ấp báy lái nghề tằm phèn tằm phái thổ cấm nằm phèn phái tục cấm bên thược đo đánh giá khảo làn trang tin trang mừ kè cần nhìn phút tài nghề tam phèn phái tục cấm mi giác trí thuần khiết bên tinh hoa kè hiệp khòng kè dân tộc tài sản phẩm tam phèn phái tục cấm cần lái sử dụng bái hết năm đồ dùng cuông xá hườn hết kho sơ mừ hớ lục nhìn chờ mưa khơn khơi bên kho phạc ở bái hớ chút tam khạch du lịch mỗi chờ mà ín mà sam năm lô trường châu thời gian bảo bay hết tâm hết nà cần nhìn phút tay lo mản tin mần mừ dù sáng không hụt tằm ọc lái nằm phèn phái thuộc cấm po màu sắc hoa văn mì đặc trưng dân tộc tày cha Hà Thị Trang dù bán lạc một xà trường châu xếp bên một nghệ nhân tằm phèn phái thuộc cấm cha hú tằm hụt tè chớ lái bẹt túi hiến ní xê bóm năm lời hệt du lịch homestay giác gần trà vấn nhà cam sử ao nghế hăng pi ní năm sản phẩm thu cấm kè giác gần trà trang chủ yếu phục vụ hớ nhu cầu khách mà ín mà giam bên dòng ba thông mù ví thông tấn điện thoại trương tù trong cuộc sống của người Thái thổ cẩm nó cũng là một cái thứ nhất là để cuông nạp trên nạp hành kẻ cần phút tay thổ cẩm lấy dùng cuông nạp trên nạp hành dê ní bên nẹt thịt khòm không bành kẻ cần phút tay tẻ rất là hăng pi khiến ní dê một khoái có cam dừa miền sông âm thầm dù cuông nằm bán người ní dê bào mì nằm lớp học thường xuyên mà chỉ to nằm cần tháo sái hơn cần nòng túi mở khoái có cụ cái nhỏ cam sử khốn dê nếu ba bà mì khảo dòm quản lý kẻ hướng được sẽ có chỉ thực xia sẽ dài bay khoái có mong ba cả cấp cả ngành nằm cấp quan như hướng được có kháo cuộc bái mì nằm lớp giấy hớ nằm lúc đàn lăng lý bái và thực xia sẽ à nó không bị mất đi hiến lý xà trường châu háng bưng cam sử ao nghề tằm phèn phái hề mí hăng pi bằng cách phát huy lái nằm hiệu quả nằm cơ sở hề chin hề lào ao sản phẩm thủ cấm hoạt nằm thị trường tập cuông nược lần đọc nược dù sáng nắn mờ xà có gắn việc cam sử ao nghề tằm hụt huồm mẹ quáng du lịch cộng đồng nghề tằm phèn phái thủ cấm hề mí hăng pi có hề bên nhát bên thử cúa cuông nạp chi nạp hành hiệp khòng kẻ cần phút tài xu ní bái mẹ quá nghề tam phèn phái tục cấm xà trường châu cô hề hết khứ nằm cơ sở tam hụng quăng nắn dê nổi bật dê hợp tác xà tam phèn phái tục cấm lo dịch vụ du lịch trường châu hết khứ ca pi song bản dịp sam chớ thị dê hợp tác xà co chỉ to hết ọc nằm ná hàng bên dòng ba phèn phái trường tổ hề mì hăng pi chủ yếu dê phục vụ nhu cầu kẻ cộng đồng cần phút tài quốc huyến du lịch tỉnh địa bàn huyến cáng mứ cáng mẹ quáng nhu cầu tiêu dùng ná hàng ní kẻ khạch mà ín mà sam tăng khứn hết ọc đón bấy bái bồ mế pi nóng dân tộc phút tài dù ní xui khứn tiêu hết chin hết lào lăng khớ xì pi hết khứn xê hợp tác xà trên ní mì hơn xì xì phường thành viên quy mô hết chin hết lào kẻ hợp tác xà lái hồi quáng huồm hát xịp khung hụt hề mì hăng pi lo xịp máy nhịp điểm nổi bật xê thổ cấm kẻ hợp tác xà vẫn hết ca nằm chất liệu phái sới bông tự nhiên tuân thủ phương pháp hết chin hết lào bằng mư ca khen sới nhuốm màu hoạt tằm phái đòi hỏi khảo làn kỳ công máy móc chỉ to choai dưa dù công đoán hết mốm sản phẩm. Bản thân tôi thì cũng là một người phụ nữ dân tộc Thái. Tôi thấy là chị em của dân tộc Thái. Bản thân khoái xê bên một cái mình cần phút tài. Khoái hên ba mất no nó pi dù mùn mùn xê đều hữu tam hụt, tè chờ xịp xì xịp hát tuổi. Căn nắn xê cuông hôi chờ bàn ngàm cái khoái, co vòng giọt hê ráng lơ bái ngành nghề kẻ dân tộc mình. Bước khướn mà lỡ ao ọc lái nó nọc thị trường, cuông nược nó nọc ngược. Khoái của ngàm ba, phải hết khướn hợp tác xà, bái ná hàng cái mình lái gắn kết mà lỡ ọc nọc thị trường, lái lai hơn. Cuông hôi chờ bàn ngàm bên giọt nắn, xê khoái của hế hết khướn hợp tác xà, bóm 5 lần là nọc pi xả viên, giữ lái bán sắc hiệp khòm kẻ dân tộc mình. Văn hóa dân tộc của mình.
tham gia vào cái hợp tác xã dệt thì chúng tôi cảm thấy là tham gia kháu hợp tác xã tằm hục tằm phái khoái của hên ba mì phần tăng khứ thu nhập hơn ra hơn mà là cọp thòng cam sử ao lái hiệp khóng không bánh kẻ dân tộc phu tài ca phê nấm phèn phái thổ cấm xê một khoái của cam sử lái nấm văn hóa tại một chứa bang lơ mà kẻ cần phu tài một khoái bay hết khứ một ăn phèn phái thổ cấm xê một khoái có hề phải chón ao màu sắc bay hết giống lơ phù hợp năm là sản phẩm mà lơ có thể hết theo nhu cầu kẻ khách đặt sở dĩ xê nằm hợp tác giả cơ sở hề mí hăng pi dù xà trường châu co nhằng dân khạch lái xê nhớ buông tành khơn lái thương hiếu cuộc mộc cuông chơ kẻ khạch hàng lo nhai bén hồi quáng thị trường coi trọng khâu tiếp thí quảng bá sản phẩm giới thiệu năm sản phẩm quáng bài cai nằm kênh hồ chớ triển lãm biểu diễn thời trang. Hợp tác xã tầm phèn phái độc cấm Trường Châu C1 cuồng nằm biến hình kẻ tính nhấn má lai đơn đặt hàng tập kẻ cá nhân tổ chức doanh nghiệp doán mua hoái phân hoái sản phẩm kẻ hợp tác xã C lái tầm bằng mừ hợp tác xã liên kết gồm 5 lơ xì xì phá hồn cuồng bán sản phẩm kẻ hợp tác xã có hề bược hoạt nào thị trường tập cuồng nược bên dòng ba Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh lo xuất khẩu ở Pháp Pi song bản sáu một sản phẩm không phạt ca thổ cấm lo trường tổ thổ cấm kẻ hợp tác giả lái ủy ban nhân dân thành công nhấn lái tiêu chuẩn ô cốp huồm năm là xu thế hội nhập lo mẹ quáng năm hợp tác giả năm giác hườn phành duy trì nghề tằm phèn phái thổ cấm du huyến mừng mùn phành kiên đính háng bưng ao báy nghề hề mì hăng pi hiện ọc hướng bay mở quương mẹ quáng hiệp khòng tập thế phát huy lái bản sắc cúa kẻ năm sản phẩm bài đảm bảo khao lằn mẹ quáng khinh khang kẻ làng nghề. Thì dịch Covid cũng dần ổn định thì chờ dịch Covid có hề lấy kiểm soát, chính quyền bắt mường có hề chủ động buôn tành kế hoạch mà lơ chiến 3 năm lập bổ mê pin nóng, tập trung mẹ quáng hiệp khòng. Xa Trường Châu có chủ yếu mẹ quáng bà mừa dịch vụ du lịch, mà lơ chính giống nắn sẽ một khoái của hề chiến 3 hớ bổ mê pin nóng, buôn tành khuyến homestay, nhỏ sung dịch vụ thu hụt khạch mà năm là bán mường, bái cam dừ lơ phát huy, khảo lằn hiệp khòng không bánh kẻ dân tộc bán mường. Có bên dòng 3 buôn tành khuyến lái một là nghề, bái cam dừ miến sâm ao lái nghề tạm phèn phái thủ cấm kẻ cần phú tài khiến ý xê mì mua bán nghề mà là một hợp tác xã tầm phản phái thủ cấm vừa bày hết ở công an việc hệ thớ của mấy pin nón cần dân bóm nắn xê có quảng bá giới thiệu nằm sản phẩm kẻ dân tộc phú tài báo chí to bày khai dù thị trường cuồng nược mà nhà khai ở tè nước nọ thị trường trong nước mà còn bán ra thị trường nước ngoài bảy tháng bưng duy trì khảo sòn hệt có pin giòn ba đảm bảo thu nhập hớ dì xịp xả viên hành lái năm lờ nghề cha vì thị oanh có hề bóm năm lần nằm nghề nhân cuồng hợp tác xả bay sơ khú cam háng lái nhu cầu thi hiếu cá nắn xê chàng ao ọc làm sản phẩm lại giòn phù hợp mì chất lượng nấm hát ươn xê có bảo xia sơ tàng nét truyền thống vốn hề mì khắn kẻ thủ cấm mẫu hàng tầm chứa ní xê co bà nhằng bó gón xê ăn ngoan, ăn sửa, bà xê hua xín, ăn phà, mà xê hế lại ăn bản giòn hơn, huồm nằm sản phẩm trang hệt tên giòn bà, mù, phèn khăn, thông hiếu, bú bê phái, giày, hài, hộp tấn đồ trang điểm, ăn hiếu điện thoại, phèn chai bàn. Bình quân thu nhập kẻ mỗi cần dân hệt dù hợp tác giả, xê ca sam hoa xì chiếu kịp tánh mỡ bươn. Cuồng bạt ngầm khảo lằn sản phẩm, hợp tác xã coi hề kết thừa, phát huy nằm giòn đi cuồng hoa văn thủ cấm hề mì hăng pi. Tại chờ mới thị ỉ, của mấy pin nón hành hạ hủ tạm hụt xê khoái có chịu trách nhiệm, mẹ quáng nằm sản phẩm, ca phèn phái tạm kẹp của mấy pin nón. Khoái có bắt sơ hủ sắp hên nằm kỹ năng tạm phái kẹp của mấy pin nón, ca nằm công đoán với dòng bạc tạm phái, nhuốm lăng nán xê một khoái có chỉ thiết kế, hẹn ông nằm sản phẩm bái phù hợp huồm lỡ tay nghề kẹp của mấy pin nón. Lăng nán xê có chỉ mì nằm lớp ở táo, may bái của mấy pin nón, hẹn ông lái nằm sản phẩm, bái tăng khứng giá trị sản phẩm, mà lớp của mấy pin nón có thể nhấn mà. Xe lái hiệp bà phái khít kẻ cần phút tài, bà xe phái bổng kẻ cần phút tài, bà xe nập phái xã tổ phứng kẻ cần phút mèo. Có chỉ lái bóm năm tình mua sản phẩm, có chỉ tăng khứng khảo giòn hạc bành mà là giá trị kẻ sản phẩm, tính lan tỏa có lai hơn. Theo thống kê hành hán ý xe tình địa bàn mất huyến mừng mùn, mì hơn hát bàn không tạm hụt, huồm hơn một bàn hưởng, nhằng háng bưng ở bái nghề tạm phèn phái tổ cấm. Nọc số gần mì nghề tạm hụt phân tán, dù hát lo ba mất các xà thì chấn. Nghề tạm hụt nhằng lái hội ọc, mẻ quáng huồm hàng chục làng nghề,
dù thị trấn Mường Mùn, Lo Nam Xà, Nà Phòn, Mai Hịch, Trường Châu, Lo Sam Khòe, việc bục bành, mẻ quáng làng nghề gắn là phát huy bản sắc hiệp khòng không bành dân tộc, lo nghề hết du lịch. Sở dĩ, chú Tàn hố hoạt lo du lịch Mường Mùn, cáng mứ cáng thương mốc tực chơ, cuông ta kẻ bụt biển, mất nọt tì, dê con nhớ kháu khảo làn bên thủ cúa kẻ nghề tầm hụt, làng nghề tầm phèn phái thổ cấm của hình mỹ hữu tì. Khi đến đây thì tôi thấy ở đây khung cảnh người dân và những cánh đồng lúa và chờ mà ní xe khoái có hên bà khung cảnh kẻ bán khuồng nằm tâm nạc kháu, nằm cần khai hàng, du lịch, nằm món hàng thổ cấm gồm năm lơ lai màu sắc có đi hình, bái thế hiến hên lấy hiệp khóng không bánh biết thực cúa, kẻ mừng mùn. Dù sáng nắn xe nằm món trên lào co rất là độc đáo, khoái co nhìn ta trừ mải, má năm lơ bán lạc mùn mùn. Chờ mà ní xe khoái co thực sự hên bà ấn tướng, mà là hứa bà có chỉ khừng mà dù ní, bóm năm lơ bụt biển mà lơ cẩn thận kẻ mình, khám phá lai nhòm du lịch dù tình ý. Dù mọi người những người chưa biết đến đây và đặt chân đến mảnh đất Mai Châu này nhiều hơn. Khách du lịch mà năm là Mường Mùn chắc chắn xê bờ khoai trầm trồ, mặc đường doáng song ăn phả mừ, trang hệt kè nài ra, kè nằm cần ế, cần ấy dù sáng khu hục, phải dọc bắn lạc, bỏ ra bái chuộng nằm hình ánh cần nhìn phút tày, phênh màn tin màn mừ dù sáng khu hục tạm phèn phái. Chút tan mà ít mà giam, khám phá bán lạc, trón ao nằm không phạt thủ cấm bên dòng ba khăn, thông, quý, trường tổ, mì lại ăn bằng giòn bánh xứ, khốn xê làm sản phẩm thủ cấm chớ lơ có bên lời trón thị ỉ kẻ chút tan. Cuồng xu thế biển ná và khứng chân lý, xê hợp tác giả tầm phái thủ cấm dù Trường Châu, có bên dòng ba cần phút tay Mường Mùn, có hề cô cá nhỏ kiên đính vua mục tiêu, hắn bưng ở bãi nghề hề mì hăng pi, gắn lò má khứng tưởng bên hiệp hòn. Mẹ quáng là nghề hề mì hăng pi, vừa cập thòng miếng thức xóm giá trị hiệp hòn kẻ dân tộc, vừa nhỏ sung nhập chi nhập hành kẻ cần dân nông thôn. Thưa bà, bãi là nghề thổ cấm dù Mường Mùn, xương lấy khanh cuồng thời kỳ hội nhập hiền lý, xê là nghề cần lấy khảo sòng trai dựa, bãi hắng bưng duy trì, lò hội quáng hệt trình hệt lào, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm huấm năm là làng nghề tính piêng. Đặc biệt xê lưu ý cầm giữ mà lò phát huy nằm đặc điểm, bán sắc cúa kẻ sản phẩm, bãi đảm bảo khảo lằn mát hướng từng bên hương pi hớ làng nghề.